Ngày nay thế gian này, mỗi người mỗi ngày xem báo, xem tin tức, toàn thế giới khắp nơi đều có tai nạn. Chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Điều quan trọng nhất chính là đem ý niệm của chính mình phải chuyển đổi lại. Từ đây về sau, đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, tâm niệm đoan chánh. A-di-đà Phật là giảng đức hồng danh, là đệ nhất thiện. Hết thảy pháp thế xuất thế gian, không có pháp nào thiện hơn điều này. Nếu chúng ta chân thật tin tưởng, chân thật sám hối, chân thật sửa lỗi, thì niệm câu Phật hiệu này sẽ có hiệu quả. Nếu như không biết quay đầu, không biết sám hối, vẫn còn cho mình là đúng, thì câu Phật hiệu này cho dù niệm nhiều hơn đi nữa cũng chẳng tương ưng. Người xưa có câu: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Tất cả ý niệm chúng ta thấy đều buông xuống, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Nếu còn một thứ không buông xuống được, còn vướng mắc trong tâm, thì đã chướng ngại rồi. Hãy triệt để buông xuống. Thân tâm thế giới là giả, không phải thật. Chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chân thật. Ta phải nắm chắc lấy cái chân thật này. Thứ không chân thật ta không cần, vậy thì công phu sẽ đắc lực. Thế gian này là giả, mỗi phút mỗi giây trôi qua không trở lại được. Chúng ta phải nhắm một phương hướng, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhắm một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật. Ngoài việc này ra, không có tạp niệm nào khác. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Công đức không thể nghĩ bàn, hiệu quả không thể nghĩ bàn. Huống hồ Đức Di Đà cùng hết thảy mười phương Như Lai từ bi đến cùng cực. Nếu chân thật quay đầu thì sức mạnh gia trì sẽ đến ngay lập tức, hiệu quả hết sức rõ rệt. Nếu như bạn chân thật làm được thì bạn có thể cứu chính mình, có thể cứu chúng sanh. Bất luận bạn sống ở đâu thì người ở nơi đó đều được hưởng nhờ. Chúng ta niệm nhiều thêm một câu Phật hiệu thì khổ nạn của chúng sanh sẽ giảm được một phần. Chúng ta niệm ít đi một câu Phật hiệu thì khổ nạn của chúng sanh sẽ tăng thêm một phần. Chân thật niệm Phật, chân thật khế nhập cảnh giới, thì thế gian này không có thứ gì để bạn nghĩ đến nó nữa. Vì sao vậy? Bên trong quá an vui rồi. Sau khi bạn thưởng thức được niềm vui đó, thì những hương vị của thế gian bạn tự nhiên sẽ buông xuống. Bạn sẽ buông bỏ, tâm tâm niệm niệm đều mong muốn giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu. Giáo huấn của Tam Luân Thân Ngự Ý cùng với chư Phật Bồ Tát không có sai khác. Phải thật sự có cái tâm này, chân thật làm ra được tấm gương của sự hồi đầu. Cẩn trích từ bài khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không